đừng có cà khỉ ông phải dần biết lo đi sống cho cuộc đời là phải biết cho đi nhưng cho đi thẩu nghiệp thì nghiệp quật nặng đấy lúc đấy thì sigo nên đổi thành sogi da yeah, mèo simi thấy chị em mà sao không mà tim đi cũng tí thấy công bằng như là phim đi nếu không dám nhận lời thôi em im đi da yeah. ghê ông ghê ông ghê ông ghê ông ghê ông ghê liền là anh lâu lâu mới cho tụi mày nghe lần đấy thì hello xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình nhớ thì mình là min đây thì hôm nay tôi sẽ làm clip um, show hand up con con uh, con 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 này lên zred cho tôi nha ủa con này lên cine nha đúng không thì cái đợt mà tôi vừa làm xong cái clip kia ấy tôi có treo quay thì tôi hơn may mắn quay ra được hai con này đúng không ạ à? nên là tôi cũng chăm chú up đây vợ nhưng mà kiểu up nó lâu lên quá nên là hôm nay tôi quyết định tôi sẽ show hand up một con lên cine trước cho nó mạnh một tí đấy nếu mà nó lên nếu mà nó lên nha thì tôi sẽ bỏ một tầm 500 hay một ngàn của bức tôi quay cái bách siêu mạnh mạnh cho nó chơi luôn còn nếu mà nó không lên thì coi như xui thôi mấy ông ạ thì clip hôm nay đơn giản thế thôi Vì tôi làm nhanh gọn lẹ luôn đúng không đầu tiên thì chúng ta vẫn phải chim mồi trước rồi tôi phải mồi kiếm em uh, một hai con xin em mày thích đã tôi mời uh, kiếm một hai con xin em thích cái để uh, tôi up uh, lên cái grab uh, mấy ông mà một hai ba tôi bốn con mà tôi thiếu con con để up lên cine rap à đấy đơn giản thế thôi ừ hmm. không biết lên không nữa yeah, dạ mèo simi cái chị em mặc sao không mà tim đi lên không gì, ờ hồi nãy lúc nãy tôi để mít béo quá không biết mong nghe được tiếng của em à cái em hiếu không tại nãy nhạc to quá tôi để mít uh, mít âm thanh bé lại nãy em à kiếm em hiếu kêu kêu tôi rap là tôi rap sơ sơ thể hiện trình độ đúng không ạ ok sao không lên ta nãy giờ quất 15 cục luôn chó lên nhé. lên lên đi tôi còn đúng ngàn của quất rồi tôi nghĩ là chắc tôi quay chung cũng ra được cái bách siêu ngon ngon lên đi lên một con đi để em xuống hen tôi không có mong chờ vô cái ốp này lắm mà tôi đang mong chờ về cái vụ mà quay cái kia tôi thích quay lắm thề Quay cái bách siêu kiếm cái nào mạnh mạnh xài Cái bách siêu của tôi yếu quá Con sói vô đi cho nó bự Ơ kìa Gì đấy Sao thế giờ Không lên nữa à Nãy giờ 6 cục rồi đấy không lên luôn Lên một con coi Lên Ơ kìa Rồi lên đi mọi người Ui tính ra nếu mà nãy giờ Tôi không ấp từng coi gì tới phục lần 7 cục là nó lên luôn rồi đó Lên đi lên đi lên đi Lên đi lên đi lên đi Lên dùm em cái Phải lên tôi mới dám <laughs> Tôi mới dám chơi cine rap chứ Không lên ai dám chơi cine rap Ủa Ai dám chơi uh, cine uh, red Còn mấy ông còn kêu tôi đọc sai nó phải đọc xí red nó ông mới chịu Ui 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 Nè 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 Cách Cách xồ, đúng không? Đây 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 đây, đây tôi gì tôi đọc theo kiểu tiếng việt đúng không tiếng anh gì trong này Ơ nhanh vậy ủa sao 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 tôi bị lắc nhở hề à, luôn tôi nghĩ cái tôi bị lắc à cây thế nhở ở à đó tôi bị giật với cả mấy ông kia chạy nhanh quá không à, sao tiếp tục với công cuộc up thôi mấy ông nó con này nó không lên thì tôi quốc 15 cục luôn thế nào cũng lên à chắc chắn là tôi phải cần 5 con rồi dù sao cũng phải cần 5 con à trời ơi cái gì úp mẹ nó luôn đi giờ đâu có tốn đâu úp mười lăm cục trở lên rồi đấy chứ trời ơi ủa sao tôi được 15 cái gì vậy ơ à, kìa quay vậy là con này của tôi có khả năng gót á Ô, nó có khả năng gót đấy mong mà Rồi Nó tôi dung quá Nó có khả năng gót đó nha Thôi đừng có gót nha em xin luôn á Đừng có gót nha Ui Why ok ừ, sao không lên vậy cho vậy Ủa sao nó không lên Ơ kìa Thề luôn cay thế giờ Cay dữ vậy ta Thề nó không lên cho tôi một con nào luôn ấy Trời mong coi nó xui nè Nó xui tới như vậy luôn ấy Trời ơi thôi Hôm nay ngày xui của tôi rồi Trời ơi thôi 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 Ê thôi đi mét con kia xài đỡ đi mấy ông à Rồi tự nhiên cái ạt à, yếu lại nữa rồi lăm viên bay màu rồi bắt ơi <laughs> Tôi bay màu 15 viên rồi Chơi game gì nữa Ủa mình quay cái bách siêu bên nào mạnh hơn nhờ Để tôi cho tôi hỏi xương bách cái Bách ơi Dạ Mình quay bách siêu bên nào mạnh hơn cái ít cái, cái ít mắt mạnh hơn hay là hay là cái thường cái basketball như Noel nó mạnh hơn xíu anh à, ok Noel nó cũng được, có nhiều thôi đúng không? Rồi Ủa có đâu lại. có đâu, Noel nó khác với bên đây mà Baseball này nó khác Noel Thôi quay bên đây đi Anh mới bay màu con CRS rồi em Ok Anh xài bao nhiêu mảnh đây? 15 mảnh bay rồi Nhưng mà quan trọng là anh không lên được một con cine nào luôn anh xài anh không, mét không, tầm không, gần 10 con mai thích một con anh mất 15 lăm cục hoài không lên cây chưa à bên cái ít mát này nó mạnh hơn anh mạnh hơn năm phần trăm nếu như tính về đam em vừa coi ủa nhưng mà cái index nó ngon không cái index này thì lấy cái nào ngon cái này, nó này đâu mới có biết cái em chưa gì quay ra đâu cái hiểm nó đâu có cái ngon gì đâu có cái gen gì rồi 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 là tăng cái gì rồi? em chưa biết em chưa quay tới nữa chắc quay bên này đi à, quay bên này đi thì quay bên ít mát đi thì chắc quay con Sini này đi chứ giờ tôi trầm cảm lắm luôn rồi à luôn ấy Em Bảo mất kém. mấy con luôn à, cây nhờ chắc là mốt là tôi tôi up level sau rồi chắc là tôi sẽ đi mét trước xong rồi tôi up up level sau lý đầu lý đầu ui không ra lý đầu nhờ ra ja, cái lý cũng ngon ấy có đang cần cái lý đờ Ủa cái đầu sọ là cái gì vậy? Đầu sọ là ít mắt Đầu sọ là uh, giết Boss đó anh Ui, không Mà cái, cái, cái nào ngon nhất trời Cái nào ngon cái nào ngon ta Giết Boss nhanh à, tính luôn cái, Tính là cái màu xanh bên này nó ngon bằng cái màu tím bên này luôn anh Ờ ừ, đúng rồi ngon thì Anh sao cái sọ màu xanh với màu đúng tím rồi. bên này là biết rồi kiếm cái nào ngon ngon ấy ui 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 dừng dừng lừa rồi game lừa rồi em lừa rồi dừng đâu coi dừng đi ừ đúng rồi ui rồi sao thế giờ phát nữa thôi nghỉ nha phải không ta à, không còn được hai phát nữa kìa ui cây ý nhờ em lại anh ôi chừng ôi cú này cũng được màu tím màu tím cũng 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 được màu tím này là gì vậy cái ít cái hình cây gậy hay ừ cây gậy á được cái gì vậy coi coi đây là được cái gì vậy Hình như nó tăng một ai à, nó đánh được skill nhanh hơn anh. Ờ à, vậy ngon đúng không? Kiểu nó đánh mấy phát là nó skill nhanh anh thử test vô con nào đi. Ừ, anh nốt cái này cái. ra cái gì con ngon nó xài chứ nạn nữa rồi. Mấy con xe rét dạc tôi chả biết làm sao luôn, chắc phải đi quay lại quá. Chắc tí đi cày yên quay lại. Quay đi má. bỏ bỏ robot vô rồi. Ủa. Ủa gì vậy? Bỏ robot vô rồi không quay má. Ơ à. Ơ à. à bị lắc cho nên mới quay à Rồi xong luôn Trời ơi Tụi mày giết tao đi Tụi mày giết tao đi Giết tao đi Bà Ly Hay giết tôi đi Rồi, anh Minh nhà nghèo rồi hết tiền rồi bắt ơi Anh sạc nghiệp rồi đó tôi Bay một, luôn. Bay 1 ngàn bớt Mất con CRS Mất hết 15 đá xét luôn rồi mất hết mấy mất hết tầm để coi coi. Mất hết tầm ba mươi mấy viên mày thích nữa. Rồi mất hết tất cả. Tôi bỏ game được chưa mọi người? Để coi DBC tôi có còn nhiêu nha. DBC để equip cho coi còn nhiêu DBC nha đúng không? Trời ơi. <laughs> DBC tôi còn có mươi b à. Trời ơi. Hôm qua là tôi đã lên gần 300B rồi nãy Nãy giờ là tôi đã lên gần 300B rồi đấy Tại sao nhờ Tại sao lại ác độc với tôi như vậy Trời ơi. ơi Dùng cái DPC làm cái gì vậy à? Là cái sức mạnh của bạn á Là cái đam ừ, lít, lít chuột anh Biết gọi biết cái đam lít chuột rồi nhưng mà cái đó làm cái gì mà Lít nhiều hơn thì nó nhanh hơn không Anh Min nói cái gì mất DPC kìa đúng rồi thì tôi mất, mất sức con mạnh là mà. nó sẽ bị giảm cái tôi mất con Siret các bạn tôi tôi hà mất một con Siret tôi nói bạn tôi mất 15 đá Siret một con Siret một ngàn Gobert với thêm một cái kia à, nói tôi đổ mồ hôi với cái game này quá để giờ tôi nạp thêm hai ngàn Gobert cho tôi quay tiếp nhờ rồi nhìn cái mặt mày tôi thấy ghét ghê luôn á chó Trời, cay hết nhờ ừ, Chắc tối anh anh treo Divide, anh quốc Divide luôn á Nên không em nhờ Đâu Anh treo treo, đi đi chắc thì... đẹp treo map land đúng không Đâu map gần cuối như có con mới, mới ra con mới Map land up Achami á là có Divide đúng không để map Achami như là con gì á Là cái con cuối đó, có bốn con thôi đúng không không biết em thấy nó ghi năm con hay gì á anh gì hả nhưng mà chơi mắp 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 lên là cũng ra rồi đúng không đúng 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 ừ, vậy thôi chắc tối em mắp đó kiếm thêm mấy con siret nữa không kiếm thêm gầm hai ba con nữa tôi sẽ cân nhắc trước là mai mốt tôi sẽ quay trước xong tôi sẽ up liver sau chớp liver xong rồi ngồi up level chẹp lên 200 b đam xong rồi mắt không lên vui trời ơi mất 15 cục xét nữa tôi nói với ông rồi mấy ông cãi tôi mấy ông comment anh min ơi chơi 12 cục thôi là lên rồi không cần phải 15 đâu anh min 15 nó bế tôi còn bế tôi thằng xương bách hai bảy cục còn bế đi kìa mấy ông xương bách nó quốc hai bảy cục nó còn bị bế kìa mấy ông thì 15 cục của tôi là cái gì mấy ông ừ, bảy mấy phần trăm không thì sao nó thua xương <laughs> bách bảy mấy phần trăm còn bế kìa <laughs> Trời ơi tôi nản điểm. game game này bị game này bị lắm à. có cách nào ghi phân lại những cái gì mình đã mua trong game này không ta nó có nó có nó phải trả công tiền cày cho mình các kiểu thì hay giờ đó nó trả công nhanh là 750 tiếng là được 0.5 lúc <laughs> Ôi, anh sợ quá trong việc mọi người ở đây vì sao mình sẽ không chơi game này nữa nếu tối nay ừ. mình treo quay mình quay ra device thì mình sẽ chơi lại nha mọi người Đâu? Còn nếu không thì ra là, thì tạm đó. biệt game này Nếu mà thiệt ông nếu mà ra revive nha Thì tôi sẽ bỏ 2 ngàn bất ra, tôi quay cái phút, tôi kiếm phút Tôi kiếm phút revive, tôi up lên Cine revive luôn Chị nói thế thôi, mơ lại chơi lại tiếp Không <laughs> Nói thế thôi, cũng không, chơi lại tiếp Hên xui Lại, sao lại hên xui nhờ, sao lại hên xui nhờ? nhờ Bạn nghe đáp không? Không vậy <cười> <ơi>. <cười> Cái gì? mới ráp cô ngân như kia nghe xong thôi hồi nãy mà ông à thằng bạn tôi nhắn tin tôi á mày ráp bài gáp của cô ngân đi mày sẽ quay ra mày sẽ up lên được tôi cũng tin tôi cũng ráp ráp các kiểu xong rồi không ra ui ở ờ, mê gâu mắp gâu mắp gâu hồi xưa tôi hết quay mắp gâu rồi đáy tại mắp gâu có con siret kia á hay là chúng ta nên cơ bát mắp gâu mắp gâu không ta nha yeah. <laughs> Bây tôi sẽ vô, đừng có gà ghẹ ăn phải giận biết lo đi. Mấy cuộc đời là phải biết cho đi. Cục xét nữa. Trời ơi, được mấy cục cơm mòn luôn ạ. À. Ủa nhưng mà hôm bữa cái có chip mắt chú mày gửi chanh là được cái gì vậy? Thì nó cho cái xa để quay cái à, đúng rồi, đúng rồi, nó cho 10 xa và tự nhiên cái tốn ngàn gu bức ác nhân ác đức vậy trời hmm. Này à, Chúng ta đừng chơi game này nữa mọi người Nó còn tốn tiền hơn mà đó food nữa à, Đúng, 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 mà. đúng. mà đó ông bỏ, bỏ bỏ tiền ra Mà không có trái quyền bên viễn mà ông xài đi xài lại Này bỏ tiền ra là mất luôn đấy không? Bỏ tiền ra còn phải cày Còn phải cày nữa Trời ơi cái còn hai quy tôi lên tôi show quá Lên show mở vài uh, Mở tầm năm 50 quy ơi Ở lộ mở tầm 500T cái đó ra gì không nha đâu hết nhờ để quay tí coi nó ra cái gì không nha à, cái gì nữa vậy còn y lắc nữa nó à, tôi nản quá bạn ơi tôi nản cuộc đời này ý tôi tôi bảo vâng rồi đừng có chơi cái đó nữa cái đó không có vui đâu Sao tôi quay hoài mà cái này nó không lên ta Ôi gì là game lắc rồi Rồi biết luôn Ủa game đâu lắc đâu Tôi đâu có bật auto sell đâu Thì bình thường tôi để là tôi up level luôn hả à. Nạn quá Thôi à, thì xong clip này chúc mọi người một ngày mới về tạm biệt và hẹn gặp lại nhé nếu sao nếu mà mọi người thấy tôi còn online anime fighter ấy thì tôi còn chơi còn không thì mọi người cũng hiểu rồi đấy tôi trầm cảm quá tôi biết là có rất là nhiều bạn tốn nhiều tài, nhiều hơn tôi nữa nhưng mà không lên nhưng mà mấy bạn nói là mấy bạn bờ rồ vip đúng không mấy bạn chơi lâu mấy bạn không nản tôi tôi mới chơi lại rồi tôi gặp tôi cái này tôi nản lắm đúng không à treo quay xét thì hai ba ngày bốn năm ngày mới ra được một hai con trời ơi tích tiền tích thời gian đi quay đá kiếm đá làm clip để nó một cái đập đập đá bùng nổ mà nó không lên nữa <laughs> Trời ơi, 15 đá các bạn là tôi treo 3 ngày mới được các bạn. Tôi ngồi tôi treo trứng tôi canh nó ra là tôi đi đập đó. tôi treo 2 đến 3 ngày mới được 15 đá các bạn. Khổ vậy đó. Cổ cổ. Tất cả đổ xong đổ biển. Mấy ông mấy ông cày bằng áp đó khác nữa không? Tôi tôi ngồi tôi cứ treo trứng nè, tôi ngồi tôi treo trứng này nè. Xong rồi đâu tôi táp ra táp vô tôi thấy có mê tồi tôi đi farm vậy đó. Trời ơi ờ oh, hay chưa thật sự thôi bye bay mọi người nhé tạm biệt mọi người mình bỏ game đây.